Trong hệ thống tổ chức biên chế của quân đội, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng là người cán bộ chỉ huy ở cấp cuối cùng, cũng là những người trực tiếp tham gia vào mọi sinh hoạt, hoạt động với chiến sĩ. Để có được đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng có năng lực và phẩm chất tốt, phải bắt đầu từ khâu đào tạo và rèn luyện. Xác định rõ điều này nên trường quân sự quân đoàn 3 đặc biệt coi trọng công tác đào tạo đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng. Nắng như đổ lửa, nhưng trên trận địa huấn luyện súng máy phòng không 12 ly 7 của tiểu đoàn 2, trường quân sự quân đoàn 3, không khí huấn luyện vẫn rất hăng say. Hành động chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu và thao tác của khẩu đội trưởng được thể hiện thuần thục, chính xác. Đối với học viên Nguyễn Lâm Nhật Hưng, ngoài sự nỗ lực của bản thân, thì sự sâu sát, tỉ mỉ trong từng bài huấn luyện của giáo viên là yếu tố quan trọng để giúp anh có được thành tích huấn luyện tốt. Những nội dung chưa rõ, chưa hiểu thì được các thầy giáo giải thích một cách cặn kẽ và tận tình. Thì đó là hành trang cho chúng tôi khi trở về đơn vị có phương pháp để hướng dẫn cho chiến sĩ trong tiểu đội, khẩu đội trong quá trình huấn luyện, công tác. Trường quân sự quân đoàn 3 đặc biệt chú trọng việc huấn luyện khẩu lệnh, động tác chỉ huy, tác phong của tiểu đội trưởng trong hiệp đồng chiến đấu, thực hành đội ngũ chiến thuật. Cùng với huấn luyện chuyên ngành, nhà trường tăng cường huấn luyện thêm các kiến thức về hậu cần, kỹ thuật và huấn luyện ban đêm để sát với tình hình thực tế. Giảng viên, cán bộ khung huấn luyện cũng tích cực bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng mềm cho học viên như phương pháp nắm bắt, quản lý tư tưởng, kỷ luật để người tiểu đội trưởng khi trở về đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức điều chỉnh cái đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, đề nghị với thường vụ đảng ủy quân đoàn bổ sung một số cán bộ ở đơn vị đã trải qua các kinh nghiệm về nhà trường để kết hợp cùng nhà trường thực để đưa sát vào cái quá trình đào tạo và lấy người học làm trung tâm. Nhờ làm tốt công tác đào tạo, đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng của quân đoàn 3 đã từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần tích cực để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý chiến sĩ mới.